là nó có bị xước rồi nhá. Độ cứng là 6 đến 7 mon thì cái bề mặt của nó chống xước như thế nào? Thì đây là video thứ tư trong series 12 video giúp các bạn hiểu thêm về đá thạch anh VicoStone. Đấy. Cái video này tôi sẽ dùng hai cái vật, là một bên là cái con vít như này nhá. Con vít này, đầu nhọn này, đấy, một bên là cái dao dao giấy. Đấy, để tôi test cái bề mặt, cái độ chống xước của cái bề mặt đá nó như thế nào nhá. Thì đương nhiên là tôi sẽ không test trên cái mặt bàn thực tế đâu, mà chỉ test trên cái tấm đá mẫu thôi này. Đây là tấm đá mẫu của VicoStone BQ8330 nhá. Các bạn có thể nhìn này, cái mặt tem đằng sau là của VicoStone này. Đấy, đây là cái mặt trước nhá, nguyên chưa có vết xước nào. Thì bước đầu thì tôi có thể dùng cái vít này. Các bạn nhìn nhá. Đấy, các bạn có nhìn thấy những cái, nó có thể có những cái chỉ nó đen đen này của gây nó ra đâu. Nhưng mà mình lau đi cái. Tôi lau đi cái là vẫn được, vẫn sạch. Đó, các bạn nhìn kỹ nhá. Đấy, sang cái mức thứ hai là cái dao này xem nào. Dao này. Đấy, tôi đánh đi. Đấy. Thì cái dao này mình cà như thế là tôi thấy là nó có bị xước rồi nhá. Nó có bị xước rồi này. Nên mình thấy nó sờ nó đã không được mịn như cái chỗ bên này nữa này. Đấy. Thì đương nhiên mình cố tình mình cà thì nó vẫn xước thôi, bởi vì là cố tình phá hủy thì nó vẫn bị hỏng thôi đấy. Thì các bạn có thể, thì đấy là trực quan nhất mình có thể hình dung được được cái độ chống xước của đá VicoStone nó như nào nhá. Đương nhiên nó vẫn tốt đấy, nhưng mà không thể tránh được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Các bạn cần tìm hiểu thêm về đá VicoStone thì có thể comment ở bên dưới để chúng ta cùng trao đổi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.